Chào các bạn, lần trước tôi đã giới thiệu các bạn cái cách dựng phương trình đường chuẩn bằng đồ thị của Excel để chúng ta xác định các cái hệ số của cái phương trình y bằng ax cộng b, cái mối quan hệ giữa x và y. Thực ra đây là một cái phương trình hồi quy tuyến tính, và cái phương pháp dựng bằng Excel như vậy thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh trực quan. Tuy nhiên là nó có một cái nhược điểm, đó là các cái giá trị của A và B thì nó hiện ra thì đôi khi là nó sẽ có cái số lượng số chỉ số có nghĩa rất là ít. Ví dụ như một cái phương trình chúng ta đang thấy ở trên màn hình, khi mà cái sự khác biệt giữa hai cái giá trị x và y nó khác nhau, nó cách biệt nhau khá lớn. X thì quá lớn mà y quá nhỏ, hoặc ngược lại, thì chúng ta sẽ thấy là cái phương trình của chúng ta, cái hệ số của nó có thể là nhỏ hơn không rất là nhiều, và nó chỉ hiển thị một số cái số chỉ số có nghĩa cho chúng ta thôi. Thậm chí là chỉ có một chỉ số có nghĩa, và đôi khi là thậm chí là nó sẽ hiện là không bằng không, không không chấm không không không, bốn số không. Và khi đó thì thực ra nó còn có những cái chỉ số phía sau số không nữa. Và khi đó tính ta khi chúng ta dùng những cái giá trị đó để chúng ta tính toán thì nó sẽ ra cái giá trị không đúng. Do đó là chúng ta mong muốn là lấy được cái giá trị này mà Excel nó thì đôi khi nó sẽ không hiển thị được. Thì có rất nhiều cách khác nhau. Thứ nhất là chúng ta cái cách đơn giản nhất mà cũng nói chung là nó đi vào cái nguyên nhân của cái này, đó là cái sự chênh lệch giữa x và y nó quá lớn. Chúng ta có thể giảm cái sự chênh lệch này bằng cái cách hơi ăn gian một chút xíu, đó là chúng ta thay đổi cái giá trị của biến. Ví dụ ở đây là cái mối quan hệ x y, ở đây là cái mối quan hệ giữa nồng độ ppm và cái độ hấp thu A. Thì bây giờ thay vì nồng độ tôi tính theo ppm thì tôi tính có thể tính theo phần ngàn, hay là tính theo phần 10.000 chẳng hạn, chứ không nhất thiết là phải phần 10 triệu, đúng không? Ví dụ như bây giờ tôi thử thay đổi giá trị số này là 1, 2, 3, 4, 5 chẳng hạn, đúng không? Chúng ta đổi giá trị của biến thì chúng ta thấy rõ ràng là cái phương trình nó sẽ thay đổi, đúng không? Nếu mà tính theo cái này là giá trị theo phần ngàn thì 100 ppm là tương ứng với 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, thì rõ ràng cái phương trình của chúng ta nó sẽ có xuất hiện nhiều cái chữ số có nghĩa hơn. Nhưng mà cái cách này là cái cách nói chung là cũng không, đôi khi cũng không mong muốn lắm, đúng không? Chúng ta đôi khi cái giá trị đi chúng ta không không muốn thay đổi cái giá trị của nó, mặc dù về bản chất thì chúng ta có thể có quyền cho phép cái sự thay đổi đó. Bây giờ tôi quay về cái giá trị ban đầu, đúng không? Đó là cái cách thứ nhất, là một cái cách khắc phục, và cũng có thể nói là rất là đi vào trong cái bản chất của vấn đề. Tuy nhiên là nó cũng đôi khi nó không phải là cái giải pháp mà chúng ta mong muốn. Tôi muốn lấy những cái chỉ số có nghĩa nhưng mà có thể là nó nằm phía sau số không rất là nhiều. Vì tôi muốn lấy giá trị này tôi lấy bằng cách nào? Thì chúng ta cũng có hai cái cách khác nhau. Cái cách thứ hai hay là cái cách thứ nhất để chúng ta lấy cái giá trị này, một cách bài bản, đó là chúng ta dùng hàm của Excel. Chúng ta vẽ đồ thị chỉ để nhìn thôi. Còn ở đây chúng ta dùng hàm Excel để chúng ta lấy một cái giá trị cụ thể, và chúng ta muốn lấy bao nhiêu chỉ số có nghĩa cũng được hả? Nó có thể hiện cho chúng ta là khoảng mười mấy chỉ số có nghĩa được. Như vậy thì chúng ta có thể dùng hàm. Thì đối với trong Excel đó, cái phương trình hồi quy này, nó có một cái hàm là slope. Hàm slope là cái độ dốc. Thì đây chúng ta sẽ bật cái hàm lên slope. Ok. Hàm slope cho chúng ta là hai cái sáng cái này đi. Hàm slope chúng ta có hai cái
Tham slope này có hai cái tham số, hai tham số. Đó là một là cái dãy x là array, đúng không? Dạng array và dãy y. Dãy y trước, dãy y sau, đúng không? Dãy y thì chúng ta hãy chọn đây là dãy y là A, đó thu. Dãy x đây. Ok. Thì các bạn thấy rõ ràng là chúng ta có con số là 0,01505, 0,0159, thay vì 0,0016 thôi, đúng không? Chúng ta có thể nhiều số hơn, thậm chí là các bạn có thể kéo dài ra, đúng không? Tăng cái số lẻ lên, là bạn muốn lấy bao nhiêu chỉ số có nghĩa cũng được hả? Thì Excel thì tôi biết là nó lấy khoảng 20-30 chỉ số có nghĩa gì đó, 20-30 chỉ số gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng mà đại khái là chúng ta có thể lấy rất nhiều chỉ số có nghĩa sau số số 0. Lấy rất nhiều chỉ số có nghĩa ha. Rồi, tương tự với cái hàm này. Không? Thì chúng ta có một cùng cùng với cái hàm này thì chúng ta có một cái hàm gọi là intercept. Hàm intercept các bạn phải tìm nó trong những cái hàm thuộc cái là fit đây chữ y chữ y ngắn ha. Đây intercept statistical là những cái hàm mà để thống kê đó. Ok. Thì nó cũng tương tự, nó cũng có hai dãy x và y, dãy y trước y sau. Đó, chúng ta thấy rõ ràng y tại sao ở đây nó lấy là 0,003, đúng không? Đúng là nó có thể hiện cho chúng ta bốn chỉ số, nhưng mà vì hai chỉ số phía sau là số 0 hết, thành ra là nó chỉ hiện được có hai số là 0,003 thôi. Nhưng mà chúng ta rõ hơn, chúng ta thấy rõ ràng là cái y này nó có thể là lấy được nhiều chỉ số có nghĩa hơn nữa ở cái hệ số b này, đúng không? Của cái phương trình y bằng ấy cộng b này. Rồi, đó là hai cái cách đơn giản nhất. Giờ ngoài ngoài cái cách này, ngoài cách chúng ta lấy hai hệ số a và b của phương trình tuyến tính này, thì chúng ta có một cái hàm hay hơn, chuẩn hơn, đó gọi là hàm Leibniz, cũng trong cái statistical này. Chúng ta có một cái hàm là Leibniz. Hàm này nó có nhiều cái tham số hơn, có dãy x, dãy y, dãy x, dãy y, dãy x. Rồi cái hàng biến thứ cái con tăng này ở đây nó giải thích cho chúng ta là nếu mà giá trị là bằng true hoặc là không không có thì nó sẽ hiện ra cái hệ số b bình thường. Còn nếu mà bằng false thì nó sẽ biến mất hệ số b, coi như b bằng 0. Nó ép cái phương trình của chúng ta thành phương trình là y bằng ax thay vì y bằng ax cộng b. Do đó là cái con tăng này thì thường là chúng ta để trống. Còn khi nào chúng ta muốn ép qua số 0 thì chúng ta mới dùng là cho nó bằng true. Nó bằng false hoặc để trống là không ép. Bằng bằng true hoặc là bằng false chứ. Bằng false là ép qua số 0. Còn bằng true hoặc để trống là không ép qua số 0. Rồi. Cái hàm này thì chúng ta không nên để trống. Chúng ta để trống thì nó chỉ hoặc là bằng false thì nó sẽ chỉ hiện hai cái giá trị số là a và b thôi. Còn nếu mà chúng ta cho nó bằng true thì cái điều rất là hay sẽ diễn ra. Nó sẽ ra được nhiều cái giá trị khác hai giá trị a và b này. Rồi. Vậy thì giá trị khác ở đây là cái gì? Thì chúng ta thử xem trong cái help của cái hàm này, cái hướng dẫn. Đây. Bạn trượt xuống. Nếu mà quên thì chúng ta có thể mở help lên chúng ta xem. Đây. Nó sẽ hiện rất nhiều giá trị. Nào. Các giá trị m m1, mn1 đó là chính là a và b, là cái nó sẽ ra một cái ma trận kết quả. Trong đó là hai giá trị đầu tiên là a và b.
Rồi, giá trị thư của cái hàng thứ hai đó là các sai số. Đó là khá hay ha. Đúng không? Chúng ta thấy là chúng ta tính một cái giá trị bằng cái phương pháp gọi là bình phương cực tiểu, nhưng mà chúng ta không trong tính sai số, thì ở đây Excel là tính cho ta sai số luôn. Đúng không? Tính được giá trị là một trường sai số của cái giá trị đó là nó. Sai số có nghĩa là nó là đây nè, nó hiện nè. Sendero nè, SE đó, phải không? Và chưa chuẩn đó. Rồi nó cho chúng ta cũng R bình phương. Cho R bình phương luôn. Đúng không? R bình phương, R2 là R bình phương đó. Đó. Cho chúng ta cái sai số của cái y luôn. Này vì chúng ta xác định y thì sẽ có sai số của y. Không? Có cái F chính là Fisher, chính là giá trị F. Khá nổi tiếng trong kiểm định thống kê Fisher. Có DF là bậc tự do. Rồi có những cái giá trị khác không? Để chúng ta tính toán về thống kê. Như vậy thì cái hàm này nó cho chúng ta là một cái ma trận kết quả. Nếu bạn bấm OK thì ở đây nó ủa sao nó chỉ cho mà chúng ta một kết quả thôi. Trong Excel thì các bạn muốn hiện ra một ma trận kết quả, thì thường là các bạn sẽ gõ công thức vào ô đầu tiên, sau đó quét tất cả các ô. Ở đây chúng ta nếu mà chúng ta nhớ thì chúng ta biết là nó có là 8 ô kết quả. Còn chúng ta không nhớ thì chúng ta hãy quét dư dàn chút cũng không sao. Rồi chúng ta đặt vào cái con chỏ vào trong cái ô đồ công thức. Các bạn bấm Ctrl Shift Enter. Nó sẽ ra ma trận kết quả. Ma trận kết quả của chúng ta thực ra nó chỉ có 10 ô thôi. Còn những cái ô mà chúng ta quét dư thì nó sẽ không ra cái số gì hết. Nếu chúng ta nhớ đúng thì chúng ta quét đúng 10 ô thôi. Hai cái số đầu tiên chính là thấy rõ ràng là hai số này chung nhau đúng không? Mà chính là cái slope là cái hệ số A, hệ số B, đúng chưa? Đây chính là cái sai số, hai cái sai số của hai cái A và B này, delta A và delta B đó. Rồi con số này là con số nó giống giống con số trên 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 cái đồ thị chúng ta đúng không? Nó chính là R bình phương ha, đúng không? Và cái này là sai số của y ha, sai số của cái giá trị ước tính y không, nếu mà chúng ta dùng cái ước tính y là nó không. Rồi đây chính là cái F Fisher, giá trị Fisher, F tính toán chả bảng gì đó, F tính toán chứ không. Và đây là bậc tự do là 4, thì dĩ nhiên rồi chúng ta có 5 cặp số thì bậc tự do của nó là 5 trừ 1 là 4. Hai số còn lại thì các bạn muốn sử dụng thì tìm hiểu thêm ha. Thì đó, ở đây chúng ta thấy là chúng ta có được rất nhiều cái kết quả khá đặc biệt. Thì thay vì chúng ta lấy kết quả bằng cái ma trận, nhiều khi chúng ta chỉ cần một số thôi. Trong trong cái đám ma trận này chúng ta liền lấy một số để chúng ta tính toán thôi. Khi chúng ta lấy số A, thì B, ta muốn lấy cái R bình phương và lấy cái sai số như vậy. Thì chúng ta có thể dùng một cái hàm để lôi lôi một một giá trị trong một ma trận kết quả, đó là chính là cái hàm index. Cái hàm index này thì nó có ý nghĩa gì? Index này thì khoan, xin lỗi, đầu tiên là tôi sẽ copy cái công thức này. Tôi muốn index cái công thức. Rồi cái hàm index ha, hàm index hàm index nó nằm trong lookup này, index. Ok, hàm index thì nó có hai cái cách để chúng ta thực hiện ha. Một là chúng ta lấy địa chỉ, hai là chúng ta lấy cái giá trị. Thì cái trên là lấy giá trị không, thì các bạn chọn cái trên. Ok, thì trong cái array này chính là cái mà chúng ta nhét cái công thức vô.
Như cái công thức vô ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ chọn cái hàng mà cột, có nghĩa là bất cứ một cái giá trị nào chúng ta mong muốn. Ví dụ đây tôi lấy giá, hàng một, cột một, có nghĩa là tôi đang muốn lấy cái giá trị của gì, của cái A này, đúng không? Rồi rồi cũng cái đó, tôi có thể copy cái này. Bây giờ tôi muốn lấy giá trị hàng một, nhưng mà cột thứ hai nó chính là cái B, đúng không? Đây, cái này nó giống nhau, thực ra là cái này nó dài hơn tại vì nó có nhiều số lẻ hơn thôi, đúng không? Nếu mà chúng ta tăng số lẻ lên thì nó chạy nhau, đúng không? Rồi hoặc là tôi muốn lấy gì, tôi muốn lấy giá trị của gì, tôi để bên đây, tôi muốn lấy cái R bình phương này. R bình phương này thì nó chính là gì, là hàng số 3 cột 1, đúng không? Là đó, đúng không? Rồi tôi muốn lấy sai số này, tôi muốn lấy sai số, đúng không? Sai số thì đó là hàng thứ hai, hàng số 2 cột 1, đúng chưa? Sai số, sai số này khá nhỏ đúng không? Đó, tương tự như vậy, các bạn có thể lấy bất cứ một cái giá trị nào bằng cái hàm index cho một cái ma trận kết quả. Đó thì đó là toàn bộ cái cách mà chúng ta muốn lấy cái những cái hệ số của cái phương trình hội quy tuyến tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể comment ở dưới. Và nếu mà các bạn chưa chưa biết cái cách dựng cái phương trình đường thẳng bằng đồ thị thì các bạn có thể xem lại cái video clip. Và cũng một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.